Belibo Store, shop chính chủ và duy nhất của Bình Bè và HND TV. Chuyên quần áo FIFA, tay cầm và phụ kiện tay cầm chơi game. Là đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu shop yêu thích trên cổng thương mại điện tử Shopee. Luôn đảm bảo giá cả tối ưu nhất, chế độ bảo hành tốt nhất, hỗ trợ thông tin và giải đáp thắc mắc nhiệt tình nhất. Truy cập ngay belibostore.com. Cun thì dùng mùa gà rán là được, cho nó rẻ nhá. Cun mùa hot nó bị bé người quá. Thằng cun gà rán nó to, đấm nhau nó sướng hơn đấy. Mặc dù là chỉ số nó thấp hơn. Chuyền bóng rồi đi nhô à? Nó cũng tùy thôi. Trong game thì nó cũng khó, khó mà áp dụng lắm. Biết chuyền thì nhìn nó cũng hay, nó gây bất ngờ. Chế linh mét 87 à? Cái việc mà tranh nhau một inch nó không không phải là cái gì đấy nó lạ quá đâu các bạn. Bởi vì là bọn Tây ấy, nó tính bằng inch mà. Cho nên là sai lệch một inch là chuyện bình thường. Mà một inch thì nó là khoảng 2,6 cm ấy. Có người thống kê 1m89, có người thống kê 1m87, chuyện bình thường đó. Sai lệch trong khoảng một inch. Với lại người bình thường ấy, buổi sáng thì các bạn sẽ cao hơn buổi tối tầm 2 phân. Nhiều anh em mà gặp cái vấn đề là khi các bạn đá bằng cần analog, các bạn về nó quá mạnh. Các bạn sử dụng cần analog một cách quá mạnh thì điều đấy là điều không nên. Anh em dùng lực mạnh quá nên là anh em nhiều người hay bị lỗi cần analog ấy. Nhiều bị người bị dơ cần. Mình đá thì ít khi bị dơ cần analog lắm vì mình vuốt ve rất là mềm mại, nhẹ nhàng. Văn Đại đúng là gương mặt kiểu đại diện cho game, cho nên là mùa nào của nó mình thấy đá cũng hay. Bữa tới khi mà Ibra mùa LH về thì không biết là có đấm được Văn Đại không. Rồi Rockba các thứ nữa, nó có làm cái sự bá đạo của Văn Đại giảm đi không chứ vậy. Tầm này Văn Đại bá quá. Ngay cả mình dùng cái con Văn Đại mùa TT ấy, mình thấy nó cũng vẫn ghê. À, đồ công nghệ máy tính thì nó cũng giống như là iPhone vậy thôi. Các bạn mua con i7 7K dùng tầm 5 năm nó vẫn tốt mà. Chẳng qua là đến lúc lấy thì Intel nó lại ra những cái con mới hơn, xịn hơn. Nó không hỗ trợ những con cũ nữa. Hoặc là phần mềm rồi game các thứ, nó không hỗ trợ con cũ nữa, mặc dù con cũ chạy vẫn mạnh. Điển hình là các cái loại các đồ họa trước đây các bạn biết là có những con GTX 670. Mình không nhớ lắm nhưng mà đại loại là 670. Mặc dù là nó rất là khỏe, con 690 chứ, 690. Đại loại là nó rất là khỏe. Hay là con 7790 của bên AMD ấy, nó khỏe mà. Vấn đề là nó là cái loại card cũ, nó không có hỗ trợ cái Direct mới. Nó không hỗ trợ Direct mới thì nó không chạy được những cái con game mới. Như là FIFA 4 thì nó không chạy được. Mặc dù là nó khỏe. Thế thì phải nâng cấp thôi. Kiểu iPhone vậy. Thấy nhiều anh em có cái tính hay đổ lỗi cho hoàn cảnh. Nhiều ông cứ mẹ em sinh viên không có tiền anh ơi, ướp mẹ. Các ông ra net, các ông chơi có khi một ngày nó cũng phải 100.000 tiền net ấy. Đấy, nhưng mà đến lúc bảo build PC, mua thanh RAM, cái con cạc màn hình 1 triệu đấy, các ông bảo sinh viên không có tiền anh ơi. Bố mẹ gửi tiền thì kiểu gì cũng đủ. Tháng còn đi làm thêm. Mà ông bảo sinh viên nghèo. Bây giờ quán net các ông chơi một buổi, gọi thêm chai nước nữa. Mình không nói cái đợt dịch này nhá, mà những cái ngày thường thì cũng phải 70.000 nếu không chơi một buổi chiều. Không ít đâu. Công giàu hơn tôi chơi game chỉ tính mỗi tiền điện thôi. Sức fan chìm thì bấm nhẹ là được thôi mà. Cách tăng fan thế nào anh không để ý trong game này là tăng fan thế nào cơ. Vì là thực ra con game này nó cái đấy nó không quan trọng lắm đâu.
mỗi trận đá trên sân nhà thì được đâu đấy mấy nghìn BP nếu như là fan nhiều. Đây này, ví dụ đây này, khán giả thuộc dạng rất nhiệt tình rồi, số lượng fan đến xem là 11.900 người, thu đâu đấy được 100 BP, doanh thu sân vận động được 1.100 BP đấy. Cái này nó thấm vào đâu? Đây là thôi chả quan trọng đâu, vứt đi cho nhẹ đầu, toàn cái linh tinh mà. Anh Bình có lại định làm video BBC á. Anh em sinh hoạt trong group HND Community nhiều ấy, thì anh em sẽ thấy rất nhiều những cái topic thảo luận về máy tính các thứ mà mình thấy là mọi người sinh hoạt trong group nhiều, có nhiều kiến thức đấy. Còn cái vấn đề là làm clip thì mình thì cũng làm được thôi, vấn đề là mình không phải là người bán. Bây giờ mình làm clip ấy thì cũng được, anh em cứ PM hỏi anh ơi cái con này giá bao nhiêu bây giờ như nào như nào, các ông cứ PM các ông hỏi. Ngại làm cái video để hướng dẫn các bạn ok cho các bạn xem thì được, nói chung là nó cũng chả vấn đề gì. Nhưng mà nó lại bị cái là những các ông lại cứ tưởng là tôi là người bán PC cơ. Mình làm up cái video lên, các ông cứ vào các ông hỏi anh ơi con này giá bao nhiêu với lại có rẻ được cho em không anh, thì thôi tôi cũng quỳ. Bây giờ thì anh em lên kênh YouTube của rất nhiều những cái cửa hàng bán máy tính, họ đều có cái đội ngũ PR và làm video riêng rồi, cứ lên đây xem. Sau này khi nào mà mình mở cửa hiệu bán máy tính thì có lẽ là mình sẽ làm video về phần cứng đều. Un hot có ngon không anh? Ngon. Nhược điểm là gì? Là hơi bé người, còn mọi thứ đều ổn, chạy chỗ tốt, sút tốt, đánh đầu cũng hay. Tạt hơi dở một chút, nhưng mà cái việc tạt dở đối với một tiền đạo cắm thì mình nghĩ đấy không phải là điểm trừ. Jogba từng làm đất nước yên ổn thật hả anh? Hình như là có cái vụ gì đấy gọi xích mích các băng đảng hay cái gì đấy, hay là nó có cái gì anh không nhớ. Nhưng mà Jogba có những cái thực tế là anh ấy đã làm, ví dụ anh xây nhà tình thương này, anh xây bệnh viện các thứ cho quê hương anh ấy, thì cái đấy là thật. Còn cái vụ mà các băng đảng bắn nhau các thứ, Jogba đứng lên nói một câu là mấy anh bỏ súng xuống, là anh cũng không biết là có đúng hay không. Cái đấy thì anh không biết thông tin, anh chỉ nghe nói thôi. Và sau cái lời kêu gọi của Jogba thì anh em buông súng và chuyển sang cầm game pass hết. Thì không rõ là cái câu chuyện đấy là thêu dệt hay là chính xác nữa.